Ok, xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở cái dự án Villa Park trên đường Liên Phường, quận 9. Và tôi sẽ đi theo cùng đứa em đang nó bán ở đây đấy, là cậu Phan này. Chúng ta sẽ tham quan cái khu này một xíu nhá, và xem các cái nhà mẫu ở đây. Hy vọng là sẽ nó đẹp. Hiện tại thì trời đang rất là nắng luôn. Ồ, khu này hình như có vẻ rất là cao cấp đấy. Mấy cái biệt thự ở đây này, đơn lập này, liền kề. Wow, mấy cái biệt thự đây chắc ác liệt đấy. Ở đây đi vào hơi khó, phải xin hoặc đăng ký mới vào được. Đây chỗ parking, ok. Chúng ta sẽ đây có nhà mẫu đi phải. Mình đổ đây đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xe điện này, lại thêm một lần đi xe điện nữa với bạn Phan, người bạn của mình. Chúng ta sẽ đi nhé. Ok, đi thôi. Đây nhà mẫu đó mình ok, đây chúng ta chạy một vòng nhé, chở anh tổng quan phòng nhé, phòng Villa Park này. Xem tổng quan đi đường và xem những tiện ích. Ok, tiện ích này là khách đã nhận nhà rồi, nhà mặt rất lâu. Ồ, rất đẹp rồi, anh thấy được cực đẹp luôn, khu này cực đẹp luôn á. Nói chung là một trong những cái khu anh nói về là rất là đẹp ở Sài Gòn. Khu này giá hiện tại bao nhiêu anh? Giá cái căn nhà phố liền kế. Đây có những dạng nhà phố liền kế 8m. Giá nó dao động 7 tỷ. 7 tỷ cho căn nhà phố. Nhà phố nha, còn xong nữa chắc là khoảng 10 tỷ quá ha. Còn đối với những căn đơn lập thì dao động từ 10 tỷ đến 2 tỷ. Ồ, ví dụ như những căn này mình đang xem đây có dao động khoảng 10 tỷ. Wow, rất là một con số rất là lớn luôn, rất là khủng khiếp luôn. Đây, rất là lớn, thực sự là như vậy. Wow, nhưng mà rất là đẹp, phải nói rằng cái rất là đẹp luôn ấy. Đúng là tiền nào của nấy, cái mức giá rất là đẹp. Đây những cái căn như thế, căn mấy căn này chắc đắt hơn rồi đúng không? Dạ, đúng không? Khoảng 15 tỷ. Đây những căn này cao đúng không? Đẹp khiếp đấy. Wow, cái công viên này rất đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy cái khu này rõ ràng là nó đã phủ xanh rồi. Nó đã hoàn thiện gần như là tất cả rồi đấy, gọi là 99% đi. Công viên này. Ủa, những cái cây sen ở đây thì anh nghĩ chắc là nó bưng chỗ khác về quá. Cái này là có thể thời gian mà nó lớn đây, như này đấy. Mẫu liên kế chứ khoảng giá thâu bằng 7 tỷ. 7 tỷ. Khu này nó vẫn gần hơn khu bên kia đúng không? Gần hơn khu bên kia khá nhiều. Đây có một cái sang cái sân tennis hay một sân chứ, một sân thôi. Ồ, sân tennis nó rộng vậy ta. Bên này là cái cổng vào đúng không? Cổng bên này là cổng đường Liên Phường đúng không? Đường Bùi Công Thoàn. Bờ cổng mình vào đường này đâu, đâu phải đường này, đâu phải đường này không? Dạ đúng rồi, mình mới vào đường này đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, đường này này kìa. Ở đây các biển hiệu cũng rất là rõ ràng. Tốc độ giới hạn trong này là 20 km. Công viên trẻ em rất là bằng cát luôn này, cát rất là vui luôn. Qua những cái tôi rất là thích cái điểm ở đây thì về cái nhà thì đẹp thì không nói thôi nói rồi, nhưng mà phải nói rằng là khu này là rất xinh và cảm thấy đang đi vào cảm thấy rất là trong lành luôn. Ok, bên này chạy qua này được không? À, đi vòng nhá. Em làm sao em chở cho anh đi một vòng tổng quan cho mọi người thấy nó tổng quan là đẹp là được. Chủ đầu tư của dự án này là chủ đầu tư vẫn là tập đoàn của MIK. MIK. Chung rồi. Với chủ đầu tư và Bắc Riverside. À. Đây lúc này chúng ta đi xuất phát ở đây này. Dự án ở đây. Ồ, dưới này còn rộng nữa à? Ở dưới này có cái gì em? Dưới này thì vẫn là các cái căn nhà của mình thôi. Cái à, căn nhà. Tiện ích mà vẫn có hồ bơi. À, nhưng mà xung quanh đây có hồ, có sông, có ngòi gì không? Có, mình có một cái kênh ở sông phía ngoài. Phía ngoài, dạ. Đúng không? À. Ở đây thì phải nói là người giàu ở rất là nhiều. Đây một chiếc BMW và một chiếc Mazda 3. Cũng là hàng khủng đấy, hàng nên đắt tiền, chiếc 4-5 tỷ. Ok. Ồ,
quá đẹp nhà, có nhà ở nữa kìa. Ở đây nếu thì khách hàng ở dao động đến khoảng 70%. 70%. Nhưng mà xung quanh đây nói anh nhiều như đi siêu thị mình phải đi ra tận xa lộ Hà Nội đúng không? Ok, đi xa lộ. Hiện tại trong đây mình có những cái cửa hàng tiện ích. Có cửa hàng tiện ích. Những thứ ăn như thế nào, Saigo Car có không? Hoặc là cửa hàng tiện ích của bên của chủ đầu tư luôn. Rồi. Trường học thì như thế nào? Thì hiện tại trường học thì mình lại đang xây đang ở bên phía quận 9. Quận 2 còn gì. Ở trong này hình như khu sao mà nó lại bao lại với ta? Bên đấy là một dự án là Lucata Khang Điền. À, chủ đầu tư Khang Điền. Rồi đúng rồi, anh nên hiểu rồi, anh biết rồi. Để chạy tới đâu này đi. Chạy tới đâu này tiếp đi. Đấy là hết điện. Hết đường, chờ tại đây cho anh quay đến góc đầu này đi. Hết điện hả? Không, em lùi. Ờ. Tới này để anh coi từ đầu này coi. Wow, cái khu đất này, ô đất này sao chưa thấy chưa? Công viên. Cái lô này là những cái vẫn là cái nhà phố của mình, cái biệt thự của mình. À, đâu nhưng có mà chưa bán ấy. Ô lát mình có qua bên kia không? Bên kia là dự án khác rồi. À, dự án khác luôn. Bên kia là dự án là Mega Ruby. À, Ruby. Đây. Mega Ruby, có nghĩa là quỹ đất mình ấy là liên kế là Mega Ruby. Rồi rồi. Các tài khoản điện. À. Bên đây. Đẹp quá, mấy cái này quá đẹp. Wow, cái cỏ này này, đây người ta làm cỏ là cỏ nhân tạo này, không phải là cỏ thật. Quá đỉnh luôn. Hai phần đất trống ở phía cuối là hai căn biệt thự giá là 24 triệu/căn. Cái này? Dạ, nhưng mà hiện tại chưa xây. Chưa xây. Khi chưa nào xây. Mà khách hàng mà mua thì chủ đầu tư mới hỗ trợ xây luôn. Bên kia có một cái con kênh này, con kênh này qua bảo vệ khắp mọi nơi, nói chung là như Phú Mỹ Hưng, không khác gì cả. Đấy. Nhưng mà Phú Mỹ Hưng thì nó lại theo phong cách là mở, có nghĩa là chúng ta ở Phú Mỹ Hưng thì chúng ta bay thoải mái. Nhưng mà những cái khu này ở xa thì làm khép kín cho nên là vào đây cũng rất là khó, hầu như là rất là khó để mà đi vào được đây luôn á, ngay cả chính tôi làm bên mảng bất động sản cũng vậy. Đi vào đây cũng phải có những cái người quen, những người bạn hỗ trợ thì mới có thể vào được. Thì huống gì những người ngoài đúng không? Người ngoài cũng rất là khó vào đây, hầu như là không thể vào đây luôn. Đấy. Quá đẹp luôn. An toàn, an ninh. Đấy. Cái khu này mà mình đi ra đi vào thì mình phải đăng ký đúng không anh? Đăng ký. Nếu mà người lạ mà không có người dẫn vào thì sẽ không được vào. Không được vào. Thì đây là tiêu chuẩn của khu biệt thự. Ừ, được. Và tiêu chuẩn tiếp theo là tiêu chuẩn của Mỹ thì cái không gian xanh rất là nhiều. Đúng rồi. Bên này có qua được không? À đây có cái sân hồ bơi này. Ngoài đây là hồ bơi và đây cũng có hồ bơi luôn. Cũng là free luôn. Hay là phải trả phí? Nó tính theo cái phí quản lý của mình. Rồi rồi. Phí quản lý thì bên này khoảng 10.000. 10.000 một mét. 10.000 là tính trên cái diện tích đất thôi. À diện tích. Anh chỉ đất đúng không? Có nghĩa là đất khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? 100 mấy mét. Đất đây thì những cái nền nhỏ thì dao động 160. 160, nền nhỏ 160 là rộng lắm rồi đấy. Còn những cái diện tích biệt thự thì dao động từ 280 cho đến 600 m². À, 600 m² một mét đất. Khủng khiếp. Thì bên hiện tại chủ tư là hai nền biệt thự là khoảng hơn 600 m², là 24 tỷ lớn một căn. Rồi. Còn những căn như vị trí đây là những căn song lập. Xong giá dao động hiện tại khoảng từ 10 đến 12 tỷ. 12 tỷ. Nhưng mà những căn song lập là không còn sản phẩm. Không còn sản phẩm. Ok. Chỉ là mua lại thôi đúng không? Điện mua lại rồi. Rồi, quá đẹp luôn. Nói chung là khu này phải nói rằng là giấc mơ của rất là nhiều người, trong đó là có lẽ là anh em mình đúng không? Anh em mình cũng là những cái giấc mơ như vậy. Đấy. Đang hoàn thiện. Đang hoàn thiện là cái đổ ô tô vào lên kìa. Kính khách hàng lọc kính 100%. Ồ, khách này là yêu cầu kính 100%. Ví dụ ở trong khi mà mình đối với những căn có sẵn hay không á, là những căn mà không có sẵn mà đang ở đất á, khi khách hàng xây thì họ có thể là xin là lại phần kính luôn. Rồi, anh hiểu rồi. À đây đổ ô tô thoải mái đấy, xe rộng quá, đủ rồi. Đủ hai cái này mình đổ khéo là đủ 2 chiếc rồi. Đẹp quá. Khu này nhà nào cũng có ô tô. Xe hơi thoải mái luôn. Quá đẹp rồi. Nếu mà làm kính như kiểu là đắt hơn là làm tường hay là sao? Đắt hơn không? Hay là nó thường thì kính thì sẽ tiết kiệm chi phí. À, anh tưởng nó đắt hơn nên không, nhờ nó lại rẻ hơn. Một chiếc Camry, một chiếc 520 rất là đẹp luôn, một nhà. Và với tiêu chuẩn chuẩn mấy cái biệt thự thì mảng xanh rất là nhiều, rất nhiều khu công viên như vậy, nhỏ như vậy trong dự án. Ngoài ra là những cái căn của mình đây là những căn đơn lập ấy, với sân vườn riêng ở bên cạnh. Rồi, thì còn người dân có thể trồng rau cỏ hay là trồng cả cái mít này kìa. Đẹp. Không biết thực sự là không biết bao giờ mà hôm nay tôi đang ngồi đây với một người là chỉ là một người kết nối thông tin và đưa thông tin thôi. Không biết bao giờ tôi mới được ngồi ở vị trí này trong một cái vai trò là cái người đi mua đây. Rất là không biết tới bao giờ, nhưng mà kể cứ đi cái đã.
cảm thấy là vui là được. Ok, qua cái nhà này xe đẹp đúng không? Không, anh hỏi em một chút nhá, ví dụ cái nhà này mà người ta muốn xây nhưng mà người ta muốn xây theo ý của người ta được không? À, không, bên đây bắt buộc phải xây theo mẫu. Theo mẫu đúng không? À, có nghĩa là màu sắc này này nọ thì phải theo mẫu ấy. Quá đẹp. Tại hôm nay tiếc nhà mẫu là bên em đang sửa. Ok, không sao, sẽ có những cái dịp khác thôi. Ok, yên tâm đi. Phải có anh em mình có dịp khác. Rồi, ok, thế thì là coi như là chúng ta đã tham quan xong cái dự án Villa Park rồi nhá. Dự án này thì hình như là tôi chưa quay dự án này, chưa vào được. Đấy, nếu mà vào được thì tôi đã đưa lên rồi, rất đáng tiếc. Nhưng mà hôm nay rất là may có em Phan, một người bạn của tôi. Và cũng đã xuất hiện ở rất là nhiều những cái video khác của Lango Now rồi. Thì em Phan có gì hãy hỗ trợ mọi người nhá. Ok, nếu mà hỗ trợ mọi người, nếu mà có khách hàng xin hãy hỗ trợ mọi người cho tốt. Ok rồi, chiếc xe đây. Rồi, đây chúng ta sẽ đi tham quan một cái máy này đây. Ok rồi, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là cái con đường của chúng ta là xanh hoàn toàn nhá, rất là đẹp luôn, xanh tươi rói luôn. Ok, và nếu mà các bác nhớ muốn và quan tâm những cái dự án ở đây thì hãy liên hệ theo thông tin ở dưới video này và sẽ được tiếp đón và đưa đi tham quan một cách thoải mái, nhiệt tình. Đấy, và hỗ trợ tư vấn từ tài chính và cho đến nói chung là thiết kế này nọ thì em Phan này sẽ là hỗ trợ cho mọi người. Em đọc số điện thoại mọi người và giới thiệu một chút. À, em là Phan, số điện thoại em là 0901 347 719. Thì các anh chị mà có nhu cầu về tham quan cũng như là xem các cái căn hộ hay là tất cả các bất động sản như là biệt thự ở quận 9 thì cứ liên hệ em. Em sẽ dẫn anh chị đi nhiệt tình. Chưa tính đến vấn đề mua hay là không mua, quan trọng mình cứ xem. Ok, thích là cứ đi đúng không? Yeah, đúng. Ok rồi, ok. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Và kinh làm tốt nhá. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi ạ.